truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Trời ơi là trời, chị mang cái quà gì đó cho nó nặng vậy trời. Khi nào mình tìm ông anh rồi đó thì mình gửi lại sau cũng được. Chứ em không nghe mẹ của chàng trai đó nói hả? Là hôm bữa là bà nói là ông anh đã nhận lễ vật của người ta rồi, nên là bà mới cưới ông anh về làm vợ của con trai bà đó. Bây giờ mình đi kiếm ông anh, gặp nó thì mình lấy cái này trả để đón nó về chứ. Mình chỉ mới đi tìm, chưa tìm thấy ông anh mà lo cái gì trời. Mà thôi em đừng có lèm bèm nữa đi, gán đi tìm đi. Nếu mà tìm gặp ông anh á, chị sẽ nói với nó là khao cho em một chậu lớn luôn, được không? Ok. Ủa? Dạ. Mà em chạy có chính xác đường không vậy? Trời chắc chắn là em định vị trên Facebook nè. Sao nãy giờ đi một đoạn đường dài mà chị không thấy cái nhà nào luôn á? Từ từ. Hình như có cái gì sai sai hay sao trời. Hình như mình lạc đường rồi chị ơi. Bây giờ sao? Chú. À, chú cho con hỏi cái đường mà đây nó giống trong ảnh này nè chú. Chú biết không chú? Đâu mục tiêu ta? Đâu chú? Nằm hướng nào chú? Con chạy vòng vòng nãy giờ. Hướng này hả? Chắc không chú. Chứ con chạy nãy giờ là vòng vòng mấy vòng rồi đó. Ê chú, lộn lại. Không chú. Ê, tin không? Chứ chị thấy ổng coi đường mà ổng bấm quyệt á. Chứ bây giờ không tin biết ai hay sao giờ. Thôi đi lại đi. Hả? Đi. Mong là sẽ thành công. Này mấy đứa mau lên, nhanh lên đi, làm gì lâu vậy? Mẹ. Gì? 1-2 bắt rồi giờ tự nhiên 1-2 thả là sao? Con biết không, Âu Anh không có thương con, mà nó giữ lại cũng như không à. Nhưng mà bây giờ con lỡ thích Âu Anh rồi. Từ từ, nó về nhà nó suy nghĩ lại, có thể nó quay lại với con thì sao? Không về thiệt hả? Im lại. Đang thả. Cái gì? Đúng rồi, đang thả mà. Gì? Đang sao mà hiểu? Sao kêu bắt cóc? Hai người này đang thả mà, thả anh quanh mà. Vậy là không có bắt cóc nữa. Thôi về hết, trời. Để tôi nói nhỏ cái này được không? Chứ ông là ai? Ông là ai vô đây vậy? Gần vậy? À, anh với cô đợi xíu nha, đợi con xíu. Bây giờ sao? Ngày qua giờ có bỏ đói không? Có đánh đập gì em không? Ừ, rồi sao? Hai vợ con có làm gì không? Nói cho anh chị với Kiệt biết đi, chị sẽ báo công an. Không có bị gì hết trơn á. Nói chung á là cho ăn đầy đủ nè, ở ngủ gì tất cả đều rất là đàng hoàng luôn, chỉ có điều là không có cho anh ra ngoài. Ủa vậy là bắt nuôi hả? Ừ, chứ bắt cóc làm gì mà tốn dữ vậy. Ừ nè, hội ý xong chưa? À, con lại cha. Cha vô nhà sao mà cha làm rần rần à? À, giờ phản ứng. À, giờ sao? Chuyện gì? Tiếp. Bây giờ Quanh, em nói lại một lần nữa cho chị với Kiệt hiểu đi, chứ nãy giờ là chị cũng chưa hiểu lắm á. Thiệt á, tuyển chồng làm cái gì rồi để bị bắt? Trời đất ơi. Thì Quanh đâu có biết gì đâu, tại mấy chị trong quán cà phê chỉ cho Quanh á. Ủa? Làm sao? Tự nhiên cũng kỳ kỳ nhé, lừa đảo lấy đồ của người ta nữa kìa đấy. Ừ chị. Lừa đảo đâu mà lừa đảo. Cái này á hả, là tại vì Quanh nghĩ á là quen đại gia sẽ được như vậy. Thôi được rồi, chuyện là vậy nè. Mẹ nói đi mẹ. Đi nè, tụi con nghe đây. Con trai của cô á, nó rất là hiền lành. Hồi nào tới giờ nó không đi ra đường, có thể ở trong nhà không à. Nó lên mạng, nghe lời bạn bè lên mạng, thấy Âu Quanh á tuyển chồng với những nhu cầu là cần tiền, cần vàng, cần đô la, cho nên nó chọc phá đó mà. Thật ra thì cô biết ngay từ đầu ý đồ của Quanh là lợi dụng, muốn kiếm tiền từ người khác, cho nên cô chiều con trai cô làm như vậy đó. Nói chung á là tôi muốn cho Quanh một bài học thôi, chứ không có ý gì hết á. Dạ con xin lỗi cô,
xin lỗi anh. Tại em của con nó còn nhỏ nên nhiều khi á suy nghĩ hành động không có được chín chắn lắm, nó còn nông nổi lắm. Mong là cô với anh bỏ qua cho em con. Dạ, con xin lỗi cô. Dạ, em xin lỗi anh. Em thấy chị em chưa? Nói vậy phải nghe được không? Có biết sao không? Cô á không có con gái. Thấy ông Quanh hả rất là đáng yêu, dễ thương nữa. Cho nên cô thích muốn làm cho nó một bài học, cho biết á là hả muốn làm gì cũng phải tự mình kiếm đồng tiền ra chứ không lợi dụng với người khác, cho nên mới như vậy thôi. Dạ. Đây nè, trả lại cho cô đi. Dạ, cho con trả lại. Thôi, cô không lấy đâu. Em trả quà hả? Dạ. Em phải tự làm ra chứ em không có được lợi dụng. Em trả quà anh thiệt hả? Ừ, thì trả cho anh đó. Ừ. Em trả thiệt phải không? Dạ. Yêu anh đi, anh không đòi quà đâu. Ủa, vậy là sao? Chị Mỹ Nhân. Anh thích em rồi. Thốt luôn đi. Cô ơi, anh ơi. Chị nhà em á hả? Ế, truyền kiếp luôn á. Hả? Nếu được á hả thì nếu có duyên hai người tới với nhau đi. Tới luôn. Em nói cái gì? Hàng tồn kho đây sao? Ôi kỳ quá. Yêu anh đi. Không lẽ là tình em mà duyên chị không kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ. Nè, bây giờ trưa rồi, tới giờ cơm rồi. Bây giờ mẹ mời mấy đứa vô ăn cơm trưa luôn ha. Nha. Mẹ luôn rồi đó hả? À, ok, vô đi okay, mẹ. Giờ mình vô trước ha. Đúng rồi. Cố lên nha. Yêu anh đi, anh không đòi quà đâu em. Ôi, kỳ quá à, em dám nhận đâu. Có gì đâu mà kỳ, nhận đi mà. Nhận đi. Ôi, kỳ lắm. Nhận đi. Nè mấy đứa, vô ăn cơm. Vô đây nè. À, có vợ mới rồi. Quanh liều thiệt ha. Cái mạng xã hội rất là phức tạp, và nhất là đối với những người mà không quen biết. Quanh biết lỗi rồi mà. Quanh cũng đâu có muốn vậy đâu. Cũng chỉ tại á là Quanh muốn kiếm một chút tiền để kinh doanh một cái gì đó, giống như là quán cà phê vậy đó. Nhưng mà Quanh thì đâu có tiền đâu. Lỡ Quanh có chuyện gì thì sao? Kiệt nói sao ba mẹ Kiệt đây? Sợ Quanh thiệt luôn á. Bởi vậy bội quá. Mà bộ Kiệt lo lắng cho Quanh hả? Nè, thôi bỏ qua cho ông Quanh đi. Nó không biết á nên nó mới làm vậy. Em đó lần sau luôn rút kinh nghiệm nghe chưa? Đừng có quen biết ai ở trên mạng mà không phải bạn của mình, rất là nguy hiểm đó. Dạ, em biết rồi chị. Biết chưa? Rồi tôi nói nghe, trên mạng á, đúng rồi, có người này người kia chứ. Chứ đâu phải ai cũng xấu đâu. Tôi cũng trên mạng nè, đúng không? Đâu phải ai cũng trên mạng mà đẹp trai, ga lăng, giàu có, sang chảnh như tôi, đúng không? Đúng không? Đúng là ông khùng thiệt. Thôi, sau cái vụ này á là em học được biết bao nhiêu là kinh nghiệm luôn rồi đó. À, thôi, về gần tới nhà rồi. Đưa tôi về đi, còn đi về nữa để em đâu trễ. Dạ, nói nghe nè. Đây là lần đầu tiên mà tôi chạy xe máy mà tôi chở. Rồi tôi biết rồi, thôi về đi. Nè. Ở trên núi á, tôi chạy mới cài, tôi chở thú. Nè, chị dặn hai đứa rồi nha. Đây là ở ngoài đường chứ không phải nhà. Có chuyện gì thì về nhà nói chuyện nha. Đừng có cãi nhau giữa đường giữa xá vậy nha không? À, biết rồi. Về trước nha. Mà thường mà mấy đứa mà cãi nhau vậy á là hay yêu nhau lắm đó. Trời ơi. Thôi đi, tha. Thôi, yêu cái gì mà yêu. Thôi về nha. Về. Về nha. Về nhanh lên. Tôi hỏi cái này một cái. Trả lời cho tôi đi xong rồi đi về. Gì trời. Làm giống như xa lạ. Hỏi gì hỏi đại đi. Mà trả lời thiệt lòng nha. Ừ. Mẫu bạn gái lý tưởng của ông là gì vậy? Thì cái mẫu bạn gái của Kiệt á là giống mẹ của Kiệt, là người phụ nữ hiện đại nè, thông minh, xinh đẹp và dịu dàng. Nói chung là không chê vào đâu được. À, sao hả? Nếu vậy á thì Kiệt thấy của anh có dịu dàng với xinh đẹp không? Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ